Chào mừng các bạn đã trở lại với CMB News, và chủ đề hot và hit của chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau đây. Make color chút thôi chứ tuần nào mà chả có. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề 1001 cách tiết kiệm tiền ở Đức. Nghe thôi là đã thấy vô cùng thiết thực rồi. Còn chần chừ gì nữa, vào nội dung ngay thôi. Let's go! Đầu tiên thì việc tiết kiệm tiền ở Đức liên quan mật thiết đến cái lối sống và thói quen chi tiêu của mọi người. Những cái tip số này thì CMB chỉ nêu ra dựa theo quan điểm số đông thôi nhé, và đặc biệt là không yêu cầu các bạn siết ăn giảm mua đâu. Tip số 1, chúng ta sẽ cần phải chọn tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng miễn phí. Trong cái thế giới số hóa ngày nay thì có nhiều lựa chọn hơn là những ngân hàng truyền thống ở gần khu vực bạn sinh sống. Với cái mức phí đôi khi đắt nhưng chưa chắc đã sắp ra miếng đâu, bạn có thể dễ dàng tiết kiệm tới 150 euro một năm khi chọn ngân hàng trực tiếp như Comdirect hoặc ngân hàng di động như Nuri, Vivid hoặc Tomorrow. Tip số 2, các bạn chỉ nên mua bảo hiểm cần thiết. Bạn đã nghe qua điều này trước đó chưa? Nước Đức, vùng đất của bảo hiểm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên mua tất cả các khoản bảo hiểm mà các bạn seller ngọt ngào tư vấn đâu nha. Hãy luôn tự hỏi bản thân rằng liệu bạn có thể xử lý các chi phí tài chính, cắt giảm do tai nạn hay thiệt hại mà không ảnh hưởng sự ổn định tài chính của bản thân hay không. Nhưng có một loại bảo hiểm chắc chắn cần, đó chính là bảo hiểm trách nhiệm tư nhân. CMB cũng đã có một bài viết về nó rồi đó. Search Google ngay để hiểu về loại bảo hiểm này nhé. Và loại bảo hiểm không có tính thực tế lắm mà bạn có thể không mua, đó chính là bảo hiểm điện thoại di động. Tip số 3, chọn đi xe đạp để làm phương tiện di chuyển chính của bạn. Cách rẻ nhất, sạch nhất và lành mạnh nhất để đi quanh thị trấn ở Đức đó chính là đi xe đạp. Đức là một quốc gia rất thân thiện với người đi xe đạp, và rất nhiều thành phố ở Đức có làn đường dành riêng cho xe đạp. Nghĩ đến việc đường vắng, hai bên đường là cây và hoa, vừa đạp xe vừa chill thì còn gì bằng, đúng không? Cứ tan vào những em đêm tối này, cứ tan trong màn đêm này đắm say. Tip số 4, các bạn sẽ cần phải chọn siêu thị để mua đồ một cách khôn ngoan. Nước Đức tự hào là quốc gia có nhiều siêu thị, mang đến những trải nghiệm mua sắm và giá cả cũng khác nhau giữa từng nơi. Vậy nên chọn siêu thị vừa gần, vừa tiện, vừa tiết kiệm cũng không phải là điều quá khó khăn, đúng không? Hoặc các bạn có thể đi xa xa một xíu để tìm đến những cái siêu thị rẻ hơn như là Aldi, Lidl, Netto hoặc là Penny. Và nhớ đặc biệt chú ý vị trí trên cao một chút, xuống thấp một chút có lẽ giá sẽ ok hơn nha. Tip số 5, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng với thẻ tháng hoặc hàng năm. Nếu bạn không thể đi xe đạp hoặc bạn thực sự phải vượt qua quãng đường dài tới hàng chục cây số thì phương tiện giao thông công cộng ở Đức là một lựa chọn tuyệt vời. Thay vì thanh toán cho từng chuyến đi riêng lẻ, hãy mua vé 10 euro giảm mỗi chuyến đi khoảng 25% nếu bạn không đi xe thường xuyên, hoặc vé tháng với chiết khấu lên đến 50% nếu bạn đi tàu hoặc xe buýt hàng ngày. Ngoài ra, hãy chắc chắn kiểm tra với chủ lao động của bạn nếu họ cung cấp Fernen Ticket, một thẻ hàng tháng được giảm giá cho các phương tiện giao thông công cộng địa phương mà doanh nghiệp hỗ trợ nhân viên. Nếu bạn đi du lịch nhiều nơi giữa các thành phố lớn hơn, thẻ Bahncard là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền ở Đức. Bạn có thể mua các loại khác nhau với mức phí một lần từ 17,9 euro hay giảm giá vé cá nhân giảm giá từ 25%. Nếu bạn là người thường xuyên đi xe, bạn cũng có thể nhận được thẻ ban iHundred, thẻ ban 100, cung cấp các chuyến đi không giới hạn trên toàn nước Đức. Trên đây là 5 tip số đầu tiên để tiết kiệm tiền ở Đức, và sẽ còn một số tip ở phần sau nữa nha. Đúng với tinh thần không siết ăn giảm mua mà chỉ vận động nhiều hơn thôi. Chúc các bạn sẽ tiết kiệm được khá khá tiền với một vài tip số này nhé. Còn ai có tip số nào khác thì comment xuống dưới cho anh em biết với nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại với loạt tips tiếp theo vào tuần sau. Tschüss!